Shop Nguyên Audio chuyên âm thanh hàng bãi tuyển chọn xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 5 tháng 5 năm 2021, xin hân hạnh được giới thiệu tới quý vị và các bạn một cặp loa rất nổi tiếng đến từ đất nước Nhật Bản. Đó là cặp loa Diatone mang model 505, cặp loa với một cấu hình rất là sang trọng. Cặp loa này thì về tại cửa hàng Nguyên Audio trong tình trạng đẹp long lanh như mới quý vị nhé. Và bazin cho quý vị nguyên bản 100%. Nó rất là nặng. Nó nặng tới 42 kg trên một thân thùng. Tổng một cặp của nó lên tới 84 cân quý vị nhé. Phải rất là khỏe thì chúng ta hai người mới khiêng được một chiếc loa. Tối loa này thì của nó làm rất là chất. Sử dụng 4 đường tiếng trên một thân thùng. 4 đường tiếng, 4 loa quý vị nhé. Nó sử dụng một chiếc loa bass 32cm màng carbon. Sử dụng hai loa chung. Trong đó một là loa chung trầm và một loa chung cao. Đây thưa quý vị, một chiếc loa trung trầm thì cũng màng carbon, gân thì là gân vải tẩm dầu, và loa trung cao thì là trung đôm quý vị nhé, và có một chép đôm đấy, sử dụng một chép đôm và kết hợp hai vi tinh chỉnh để cho chúng ta chỉnh tiếng trung và tiếng chép tùy thuộc sở thích nghe của quý vị nhé. Đây ạ, nằm sát với loa trung đấy ạ. Toàn bộ ốc sử dụng để bắt những chiếc loa này thì đều bằng ốc lục giác đây quý vị nhé, rất là chắc chắn đây ạ. Và toàn bộ gông của loa thì được hãng thiết kế là bằng xương đúc nên là nó rất là nặng, và tất cả cái gông loa thì vẫn còn nguyên cái màu vàng gold, mang cái vẻ đẹp sang trọng cho đôi loa này, vẫn còn nguyên quý vị nhé. Và hãng thiết kế thùng của đôi loa này là thùng gỗ lạng vàng vân gỗ đây ạ. Tất cả thì đều là vuông thành sát cạnh. Đôi loa còn rất là đẹp, rất là nặng và chắc chắn quý vị nhé. Đằng sau thì mi đằng trước thì sử dụng tông màu đen. Màu đen thì nó mang lại cái vẻ đẹp sang trọng. Đằng trước cũng vậy và đằng sau cũng vậy. Đằng sau thì nó đều đẹp như đằng trước quý vị nhé. Dưới đời Diatone DS505 này thì dưới đời nó là 503. Và 501, 503, 501 thì nó chỉ sử dụng có 3 đường tiếng thôi. Còn 505 này thì nó sử dụng tới 4 đường tiếng. Nên là tiếng của nó thì hay hơn hẳn quý vị nhé. Giải âm trầm thì bass đánh rất uy lực và mạnh mẽ rồi. Bass những đôi này đánh rất là tốt. Rất ít những cái đôi loa mà đánh được bass tốt như cái dòng loa này quý vị nhé. Và loa chung thì một thùng thiết kế hai loa chung, chung trầm và chung cao. Thì cho ra tiếng trung trầm thì là rất là rõ quý vị nhé. Trung cao thì rất là sáng này, còn trung trầm thì rất là rõ luôn. Tiếng rất là lợi cho tiếng trung. Với loa bass và loa trung trầm thì nó có cái màu vàng rất là đẹp quý vị nhé. Màu da rắn đấy. Kích thước của đôi loa này thì nó có chiều cao là 72cm, chiều ngang 42. Và có một chiều sâu rất là sâu, sâu tới 40cm quý vị nhé. Trở kháng 6 ohm, công suất là 100W trên một thân thùng. Và độ nhạy của nó lên tới 90dB. Đôi loa này thì được sản xuất vào năm 1980. Được sản xuất năm 1980, cũng trên dưới 40 năm rồi. Nhưng mà đôi loa này rất là chất lượng, về rất là mới, zin nguyên bản cho quý vị nhé. Dòng này thì rất là dễ ghép âm đi, quý vị có thể ghép với những chiếc âm đi để nghe nhạc như là Denon, Samsung, Luman, tiếng rất hay. Hoặc chúng ta muốn karaoke thì ghép với những dòng âm ly như là Jaguar 506 này, hoặc kết hợp với những chiếc vang đẩy cũng rất là tốt. Hôm nay thì Nguyên Audio nghe nhạc trữ tình nên là ghép với chiếc âm ly Denon 890D tem trứng. Chiếc âm ly này thì có công suất là 216W, đánh hai cặp loa AB và AB cộng, tiếng rất hay. Ngoài ra nó có hai đường giải mã optical, giải mã 24 bit để cho quý vị kết nối từ trên TV thông minh nhà chúng ta xuống, không phải qua đầu giải mã nữa quý vị nhé, tiếng rất hay. Và xin báo giá luôn chiếc âm ly Denon 890D tem trứng này thì cửa hàng đang bán với giá 15 triệu đồng. Còn đôi loa Diatone DS505 này thì cửa hàng đang bán với giá 20 triệu 500 nghìn đồng. Đôi loa chúng ta có thể chơi được hai trong một, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay. Chơi nhạc bolero trữ tình cho đến nhạc đan, nhạc mạnh, nó đều có thể đáp ứng được hết quý vị nhé.
Quý vị nào mà thích tiếng bass sâu mềm thì đôi loa này rất hợp gu cho quý vị đấy ạ. Và không phải đợi cho quý vị chờ đợi lâu thì Nguyên Audio sẽ test nhạc trữ tình để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức cái chất âm rất là sâu mềm, trầm ấm của đôi loa Diatone DS505 này. Một nhịp cầu duyên nối qua đời.